Những thời điểm vừa qua thì trận đấu đang diễn ra vừa còn nhớ thì trận đá Bắc Hòa đá vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc VC vào năm 2017. Cầu Vũ Gia Bảo chân trái có vào. Những cầu thủ có niềm đam mê bất diệt với môn thể thao vua. Chào buổi sáng cả nhà. Hello. Và hôm nay sẽ là một video clip đi xem đá banh. Lẽ ra là được đá, em mình rủ mình đá trận này, nhưng mà tiếc quá. Ngay thời điểm chấn thương và đang trong quá trình phục hồi nên không thể đá được, nên chỉ đi xem thôi. Và em mình đó là Đỗ Phúc. Trận banh chiều nay là trận banh ra mắt Quỷ Địa Ước Vì Thể Thao, do chính em mình là người sáng lập Đỗ Phúc đó. Thì sẽ có rất là nhiều nhân vật nổi tiếng, cầu thủ nổi tiếng tham gia trận thi đấu này. Chà, tiếc thật, được đá trận này thì đã biết mấy ha. Nhưng mà thôi, chấn thương rồi, dịp khác sẽ đá cùng với em mình nha. Và hy vọng là sẽ đem lại một video clip thật thú vị, nhiều bàn thắng đẹp cho mọi người cùng xem. Nhưng mà ăn sáng hết đã, đói bụng quá. Thì dạo này mình hay sử dụng ngũ cốc Weebix để thay cho bữa sáng của Út nha. Ăn thay cho bữa sáng, một sản phẩm rất là tốt cho những người cần bổ sung dinh dưỡng như mình. Điểm này cần bổ sung dinh dưỡng rất là nhiều để mau chóng phục hồi. Rồi, ai quan tâm sản phẩm đó thì link mô tả. Chào tất cả nha. A few moments later. Trường Đại học Bách Khoa với một sân cỏ rất đẹp đây và rất nhiều khán giả. Cả bên kia nữa, rất nhiều khán giả quay xung quanh đây ha. Và đó, đây ra mắt điều Quỷ Địa Ước Thể Thao. Và trong kia là một trận banh giao hữu với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Điểm quanh, điểm danh xem có ai nào. Đỗ Thị Ngọc Trâm, Chí Viễn, Hoàng Tôn, Weekend, Bimax, anh Hồng Sơn, Huy Khánh, Phan Văn Đức, Hoàng Bách, Nguyễn Văn Trung. Bị kính cận kìa. Bùi Tiến Dũng, Cán Rít, Phạm Anh Khoa, Minh Dự. Minh Dự không đá rồi. Đàn Văn Hậu, Đàn Hậu không đá luôn. Rồi. Ok. Đàn Hậu đang viết gì vậy? Đó, rất nhiều phóng viên đây nữa. Quá xa đồng. Bên này các bạn dời ra luôn đi, các bạn dời ra luôn đi. Đừng... Rất đông cổ viên xung quanh sân. Chân mình thì hôm nay đi lại cũng ok rồi. Vẫn phải cần đến, vẫn phải đeo tí để hỗ trợ, chứ không đeo thì giờ nó sưng nữa. Đó. Mới ngày 20. Đội đối thủ là mấy anh em giảng viên, giáo viên, sinh viên trường Đại học Bách Khoa. Phúc ở đâu rồi? Không biết Phúc đâu nữa. Chắc cứ nhầm vòng bên đây. Đây có ống kính bự đẹp dữ, to dữ. Tiền tỷ đó anh em ạ. Và bữa giờ chấn thương của mình bị chậm mất một tuần theo tiến độ rồi. Tại vì cái hôm mới cắt chỉ xong là mình bị sưng mất 4-5 ngày không tập luyện được. Và nó đã bị căng trở lại, không thể gập duỗi được. Thì nó bị sưng mà. Nó sưng thì nó tràn dịch ra thì khớp không công lại được, mà mỗi lần gặp lại là đau lắm. Nên là cả phải 4-5 ngày mình đã không tập luyện được. Hôm nay thì ổn rồi, khá hơn rồi. Nên thật ra mọi thứ đã dần trở lại như trước hôm đi cắt chỉ. Đó. Có thể gặp lại ổn, co duỗi được, ổn hơn. Không còn đau nữa. Đó, nay thì đi coi đá banh. Thì ra nãy giờ không thấy đâu. Hóa ra em mình hôm nay nó bắt gôn đây mà. Bắt gôn đồ.
Như vậy thì phần trao cờ lưu niệm chúng tôi sẽ tiến hành ở đầu hiệp 2 bởi vì các cầu thủ đang rất nôn nóng ra sân rồi thưa quý vị. Piken. Bây giờ già rồi, chế bành dữ vậy. Đây, phải ngồi xích lên. Vậy là trên hàng công của đội bóng nữ thể thao có tiền đạo. Ở trong ngày hôm nay, đây là một sự kết hợp đồng chí. Tôi ở Bách Khoa 8 năm rồi. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một trận đấu như thế này. Với sự góp mặt của những ngôi sao, những diễn viên, những cầu thủ lừng danh một thời và những cầu thủ bóng đá hiện đại. Cùng với đó là những giảng viên cùng với các bạn sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu này. Và thật sự đây là một trận đấu được dự đoán sẽ là hơi khó dự đoán. Bởi lẽ các cầu thủ sinh viên trường Đại học Bách Khoa cùng với các giảng viên cũng là một trong những người có thể tạo ra những sự khó khăn dành cho những cầu thủ bên phía Điều ước Thể thao. Dù cho Điều ước Thể thao sở hữu cho mình một đội hình có rất nhiều những cầu thủ kinh nghiệm đã chinh chiến nhiều năm ở đấu trường chuyên nghiệp, nhưng tôi tin rằng hôm nay các bạn trẻ của trường Đại học Bách Khoa cùng với các giảng viên sẽ tạo ra một điều gì đó bất ngờ. Phan Văn Đức, Huy Khánh, ngày hôm nay thì Huy Khánh cùng với Bùi Tiến Dũng sẽ là hai cầu thủ thi đấu tương đối thấp và ở cánh bên kia chiến tuyến sẽ có Niệm, và như vậy sẽ là ba cầu thủ ở hàng phòng ngự của đội bóng đỏ. Để danh thủ Hồng Sơn, Phan Văn Đức sẽ là một trong những cầu thủ thi đấu ở trái tim đội hình của đội bóng đỏ ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và có lẽ thì bây giờ tôi đang muốn một tràng pháo tay thật lớn từ các bạn sinh viên được không ạ? Vâng, đó là một không khí tuyệt vời mà chỉ có bóng đá mới có thể mang lại cho chúng ta. Ở những thời điểm vừa qua thì trận đấu đang diễn ra với sự cân bằng. Và ngày hôm nay giao nhiệm vụ ở trên hàng công. Đây sẽ là cơ hội, Nguyễn Dương. Đội bóng đầu tiên của các giảng viên trường Đại học Bách Khoa và các bạn sinh viên. Và sau đó tình huống đá đôi là của Hồng Vũ Gia Bảo giữa những cầu thủ trong đội bóng áo đỏ. Hồng Sơn, Phạm Văn Đức, Hồng Sơn, Khoa Trọng. Cột dọc đã từ chối bàn thắng của Hồng Sơn ở trong tình huống vừa rồi. Chưa khi nào mà trường Đại học Bách Khoa ở nơi đây như một lễ hội. Hoàng Bách, Hoàng Bách đấy rồi, không ai. Quý Khánh, bóng chủ yếu đang lăn ở phần sân của các cầu thủ áo xanh. Đấy rồi, Hồng Sơn không được. Lần này thì Hồng Sơn có vẻ như đã bị trượt chân. Và trước khi trận đấu này diễn ra thì đã có những cơn mưa ngang qua rớt xuống sân vận động Bách Khoa của chúng ta. Sao em chưa vô đi? Chờ em vô. Cầu thủ Giang Hào đã không thể chấp nhận. Đá Bách Khoa có sự kết nối giữa những cầu thủ kinh nghiệm và không quen đối với danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Cái nữa hả? Ôi mất. Nhã dữ quá. Xem pha bóng của Phan Đức, mình có thể thấy được cái kỹ năng giả sút của em ấy rất là tốt bằng cả hai chân luôn. Tư thế nhận bóng ban đầu đưa Phan Đức phải sử dụng chân trái để dứt điểm, nhưng em ấy đã sử dụng động tác giả sút để hậu vệ khựng lại, tạo khoảng trống, đưa bóng về phía chân phải dứt điểm gọn gàng. Nhưng ngày hôm nay thì có vẻ như các chú mập xanh của chúng ta quên mặc áo và mặc quần. Quý Dương. Ôi. Rất khó để đối đầu với những cầu thủ có kinh nghiệm như hàng phòng thủ của đội bóng áo đỏ thì phải đòi hỏi rất nhiều nơi hàng công của đội bóng xanh của chúng ta. Danh thủ Hồng Sơn. Hay gì? Rất tốt của Hồng Sơn. Bước chân của dòng của ca sĩ Hoàng Bắc là một trong những bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam. Và chúng ta đã nghe nhạc hiệu V-League ở mùa giải đấu này. Của ca nhạc sĩ Hoàng Bắc với nhạc hiệu bước chân của dòng. Nguyễn Đăng Vũ. Anh Vũ tìm kiếm Khôi Trọng.
không được. Một tình huống xuất đẹp bằng chân trái. Xuất bút bắn xác luôn. Trần Quý Dương. Đây rồi anh Trang Huân. Không được. Dù cho đang nằm ở độ tuổi bên kia sơn dốc của sự nghiệp, nhưng mà Châu Huân vẫn đang là một trong những cầu thủ có niềm đam mê bất diệt với môn thể thao vua. Đó chính là nghệ thuật trong bóng đá mà Phan Văn Đức đã tạo ra. Quan sát thấy pha bóng đó, thủ môn đã dâng cao, bỏ lại khung thành trống phía sau lưng mình. Phan Đức đã ra chân từ một cú đá ở giữa sân. Mình có thể thấy đây là độ vung chân của Phan Văn Đức không quá sâu, có nghĩa là lực sẽ phụ thuộc vào bắp chân và gồng cổ chân. Phần tiếp bóng thì tiếp vào đáy quả bóng, sẽ giúp cho bóng đi cao và xa hơn. Đây là một quả chuyền dài đúng nghĩa vào thẳng khung thành trống giống như Beckham Suarez từng làm. Một bàn thắng từ giữa sân quá tuyệt vời luôn. Đẳng cấp tuyển thủ đúng là có khác. Ở tuyến giữa cũng có hàng tấn công của đội bóng áo đỏ. Quý Dương. Kể không? Quý Dương. Như vậy nha, như vậy nha. Nói rồi đó. Anh Tuấn Hiệp đã thi đấu hết pin rồi. Anh sẽ rời sân nghỉ và nhường chỗ cho Đắc Huy. Tuyển thủ Futsal Việt Nam. Lấy đâu? Đó được tiếp sức bởi cộng đồng yêu thể thao Việt Nam nói chung và các bạn sinh viên và quý thầy cô của trường của chúng ta nói riêng. Wow. Không được. Đá Huy. Hồng Sơn. Xem đi. Không được. Thời gian đang dần lấy đi những sự khéo léo, tốc độ kỹ năng, một võ một thời của Hồng Sơn. Phạm Văn Đức hãy cẩn thận với các tình huống xuất sắc của Văn Đức. Tình trái rồi. Điểm. Wow. Lại là một tình huống ra chân của Phạm Văn Đức. Tình huống này tương tự như pha ghi bàn đầu tiên, vẫn là một pha giả sút bằng chân trái của Phan Đức loại bỏ hoàn toàn hậu vệ đội bạn. Khoảng trống còn lại là quá lớn để Phan Đức dứt điểm chân thuận vào góc trái khung thành. Thủ môn đứng hình luôn. Động tác giả của Phan Đức được làm thuần thục bằng cả hai chân, quá tuyệt vời. Anh em nhớ học hỏi để thuận cả hai chân như Phan Đức nha. Để nhằm tăng sức mạnh của đối phương. Bên áo đỏ đã không nhiễm bóng rồi. Và như vậy thì ca sĩ Hoàng Tôn sẽ vào sân. Đây. Hoàng Tôn vào sân. Phan Đức đã hay quá à. Bên kia đã không lại hả? Huy Khánh. Anh ơi. Pha xử lý tốt của Huy Khánh. Hoàng Sơn. Đây rồi. Đọc tiến đang thật sự là rất vất vả. Anh Vũ. Đường truyền chính xác. Quý Dương. Quý Dương. Không vào. Bóng bối ra rồi. Không vào. Không vào. Vừa rồi khung thành của trường đại học Bách Khoa cần phải to hơn thêm một tí nữa. Đường truyền Trung Hiếu. Tiếp tục Trung Hiếu. Quả vũ ra bảo. Chân trái. Không vào. Đổ vũ. Đúng phút ta cho thấy rằng anh không những có thể thắng đá ở vị trí phòng ngự là nhiều hơn là vị trí tấn công. Và như vậy diễn viên Huy Khánh được xuất ra nghỉ. Một tràng pháo tay dành cho diễn viên Huy Khánh với những nỗ lực của anh ở trong thời điểm vừa qua. Quan sát và làm gì? Vâng, không làm gì cả. Vẫn còn. Khẩu trống dành cho Hồ Vũ Dầu chân trái. Bao không? Không à. Đây, cục dọc. Đen rồi. Áo xanh hôm nay đen rồi. Ồ. Ravonero. Oh,
Ồ, dứt luôn. Của Bùi Tiến Dũng. Họ vũ ra bảo. Đấy rồi, khoa trông. Trông yếu. Đấy đâu. Đâu được rồi. Bắn con. Và vừa rồi người dứt điểm ở trong pha bóng đó là Xuân Thiện. Dứt cái rồi. Tiếp tục là Xuân Thiện và đổ người rất tốt của Đỗ Kim Phúc. Ghê vậy. Phát hiện tài năng mới. Trông yếu. Quá đắt. Và bắt đầu rất dính của Đỗ Kim Phúc. Ủa, bắt xong rồi trả banh hả? Chán ghê. Bận hay, anh Hồng Sơn ơi. Đại cám. Sắp tới thì hai đội bóng có những sự điều chỉnh về nhân sự. À, đưa cho bắt bài Ken ơi. Thế trận chủ động đang dần dần thuộc về trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, qua được. Cổ vũ Gia Bảo. Cổ vũ Gia Bảo và Trung Hiếu đang là hai trường Đại học Bách Khoa cũng là một trong những ngôi trường mà có nền bóng đá sinh viên rất mạnh. Chúng ta còn nhớ thì trường Đại học Bách Khoa đã vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc Fuji vào năm 2017. Trả lại không được. Lại số 8 trở, giờ trở lại số 8. Và tiếng đang khiến cho những cổ động viên Bách Khoa muốn tiến dũng. Đá Huy, cán Chris, thả bóng rất tốt, bóng tốt, không được, cán Chris, những tình huống rất kỹ thuật của cán Chris, không vào, tình huống dứt điểm đầu tiên kể từ lúc vào sân của Mỹ Bắc. Trung Hiếu, chân trái! Trông. Quốc Phòng là một hòn đá tảng với khả năng phán đoán và đọc tình huống rất ổn. Cán Chris, đường chuyền hay quá của Cán Chris, hoàn toàn! Đây, dứt. Thôi đi tiếp luôn hả? Và xử lý rất hay, ra vào, không được. Vẫn chưa bàn thắng luôn. Luôn là những sự bóc lót. Và vừa rồi đó là bình luận viên Chí Viễn. Cán Chris. Khó tốt. Không được. Lần này thì Ngọc Tín đã kiểm soát thành công. Với óc quan sát của một thủ thành thì Bùi Tiến Dũng đang chơi rất tốt với vị trí của một trung vệ. Một trung vệ quét vào lúc này. Ui. À, thả hả? Nhả lại trái đúng không? Biết rồi. Cổ vũ ra bầu. Chân trái. Và cuối cùng thì công hành của Đỗ Kiệt Phúc đã xung lên. Đỗ Kiệt Phúc đã không còn có thể ra hạn với thần may mắn nữa rồi. Bách Khoa có được bàn thắng để rút ngắn tỷ số. Cán Chris. Anh Vũ rất khéo. Khả năng che chắn của anh Vũ cũng rất tốt. Hé giờ. Và đúng lúc này trọng tài cũng đã kết còi để khép lại hiệp 1. Tình hình là bây giờ mưa rồi. Mưa ướt tóc hết rồi. Ướt camera luôn. Và trận đấu vẫn tiếp tục với hiệp 2. Và đèn đã lên. Bên đây đã có dù che. Rồi. Phút lúc này ra nghỉ rồi. Thay thế đó là Đỗ Thị Ngọc Trâm, một cựu tuyển thủ của bóng đá nữ Việt Nam vào năm 1999. Thì đây cũng là quả bóng vàng Việt Nam, quả bóng vàng bóng đá nữ nha. Cũng là nhà sáng lập của Quỹ Điều ước và Thể thao chung với lại Đỗ Kiệt Phúc luôn. Những cổ động viên Bách Khoa không chọn giải pháp được chú mưa mà họ đang chọn giải pháp là đồng hành cùng mưa, đồng hành cùng với trận đấu này. Khá nguy hiểm. Vẫn là tình huống dứt điểm của Công Vân.
Có chăm những thương hiệu về thể thao, có thể nói số 1 tại Việt Nam vào lúc này. Và sự đồng hành này chắc chắn sẽ góp phần lan tỏa rất lớn cho những điều giá trị, những điều nhân và điều ước thể thao đang hướng đến. Mưa tầm tã. Mọi người vẫn đang đá dưới mưa, rất là nhiệt tình. Xuân Thiên. Thế nên, dứt điểm nào ở trong hiệp 2 này? Hơi tiếc khi mà cơn mưa đã đổ xuống và khiến cho trận đấu chúng ta đã giảm đi sự hấp dẫn. Đây tình huống chạm bóng của thủ môn số 7 vừa mới vào sân. Ok, kết thúc trận đấu. Áo đỏ thắng. Thắng nhiều trái không nhớ. Hiệp 2 mình không có quay. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc nha. Anh em ấn tượng về ai nhất trong trận đấu này hoặc thích khoảnh khắc nào nhất thì comment cho mình biết với nha. Và đừng quên like, đăng ký kênh của mình để đón chờ các clip khác. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.